Chào các bạn, hôm nay mình lại xem làm cho các bạn cái gì đặc biệt cả nhé. Để vào bếp xem có cái gì. Hồi tối quá, bật điện rồi nhưng mà bếp này mình nó bị tối quá. Như thế nào? Đây là cái gỗ của đồng chim. Cái này, gỗ đồng chim của mình rất là đẹp, nhưng mà mình không nuôi chim nữa. À, bây giờ mình có ý tưởng rồi. Đây rồi. Ok. Bây giờ mình sẽ làm xem một cái sản phẩm nhá. Từ thế nào? Học thế
ngay để cho các bạn xem. Vâng, đây là một cái sản phẩm từ một cái đáy.